Cảm ơn, cảm ơn người đã qua follow Hiền nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhiều. Mọi người follow Hiền đi mọi người. Mọi người follow Hiền nhé mọi người. Follow Hiền. Mọi người ơi, cảm ơn. Mọi người ơi. Anh ở xe bấm vô tờ nên khỏi follow cũng được ta, không bấm vô hiện luôn. Bây ba chân im lặng. Bây ba chân. Ok ok. Ê, hey, you, media cancel. Nó hiền. Nó hiền. Mày anh tin coi. Im lặng. Ok ok. Media cancel coi khôi ok. Cancel coi khôi. Cancel big khôi, cancel. TikTok bị đẩy ra. Cancel PK. Thì gì? Vi Hiền on team. Không, anh đã on team Vi. Đúng. Wow. Ok ba ba ma ma good. Hiền lắm. Rồi. Phải không? Hiền nát rồi. Hiền ơi, nó nát vẫn đẹp nhỉ. Ôi. Hiền lắm nhưng mà vẫn đẹp. Tại sao anh đặt bye bye? Không, no TikTok. No bye bye. No bye bye TikTok. Lắc. Oh. Lắc. À. Hiểu không? Hiểu. Đây này. Con mụ Hiền nó cũng thế đây này. Con mụ Hiền. Này có mình đi. Bị nát đúng không? Em bị lan, sao bị lan quá, bị điểm bị cây, điểm bị cây không thấy mà không bị giăng ra ngoài luôn. Nó đau lắm. Phải đâu, thỉnh thoảng bị thế đấy. Ngoài vậy. Đi hát đi. Ok. Đó giờ ok, giờ mạnh rồi. It's below his knee. Yeah.
Ok. Đang hát mà thì tắt giữa thế. Hay không? Hay, vô tay. Cậu đun lại giáo hóa kìa. Hay, hay, hay. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Why, boy, why say hi, you good? À, Hiên, à, nói hay, hay, hay không? Hay. Hay. Hiên hát đi. Bài gì cũng được em đẹp ạ. Bài gì bài gì may mắn khi có em á. Hiên ơi. May mắn khi có em anh hát rồi. May mắn khi có em. Thế rồi. May mắn khi có em nha. Hát may mắn khi có em. Ờ đúng rồi. Hiên hát đi kìa. Ờ. Hát đi. Đau họng khàn. Bữa bữa sao ok. Bông đời thơ. Này. Hát đẹp anh đẹp. Gì? Ông thật bận thấy anh ghê. Anh sắp em chiến thắng đi. Sợ quá. Bây giờ biết cái gì đây. Hát bài gì giờ được? Cái gì? Mình tin coi, không đi sao? Chúng. Vậy em đọc bài, em đọc bài ghép nhá. Ok, được okay. Luôn. Ok. Bài trung tình. Em xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã follow em nha. Chúc tất cả đại gia đình buổi tối vui vẻ. Mọi người follow Hiền nhé mọi người. Cảm ơn anh ạ, cảm ơn anh rất nhiều. Để anh kể cho em nghe nỗi buồn của anh vài tháng trước. Là thằng con trai ốm nhách với 40kg đâu phải em mơ cũng được. Sáng dậy trễ để trưa ăn cơm còn chiều làm gì thì chưa biết. Tối thì ra đường chở gái đi chơi nhưng tại ông trời là mưa miết. Anh đành ở nhà, đành than vãn á đù cuối cùng anh gặp em. Nước da ngâm đen mặt thì đèn bụng nếu so thì nở thì đâu kém. Nhưng mẹ anh bảo yêu vì tâm hồn á mới đúng là chữ yêu. Nên anh cấm đầu cấm cổ bưng theo dù biết bạn bè nói anh đủ kiểu. Ghệ mày xấu, ghệ mày lùng, nhìn cây túng y như con heo. Sao mày nói tao nó giống Thí Kiều và mày rất nhiều con theo. Bắt đầu nổi điên rồi phải không? Giở trò đầu gấu nó phải không? Nhưng mà sự thật nó là như vậy. Anh đâu chơi trò vu khống nhưng mà khổ nổi là anh yêu em. Anh đâu lo miệng đời, chỉ là đôi khi làm biến nhắn tin nên anh giả bộ mất công chuyện rồi để em chờ đợi á. Để em hỏi thăm đơn giản anh thích vậy nhưng mà cho anh hỏi nè, khi nào tiếp tục cãi nhau đây? Yêu là ghen, yêu là mong, yêu là chờ, yêu là nhớ. Yêu là giả lơ hết mấy thằng kia ra, không ăn bạc tay biết chớ. Yêu là bồng mỏi đợi chờ, đơn giản chỉ là dòng tin nhắn. Yêu là chỉ hôn nhẹ nhàng môi thôi, đặc biệt không chơi trò cắn. Yêu là ghen, yêu là mong, yêu là chờ, yêu là nhớ. Yêu là giả lơ hết mấy thằng kia ra, không ăn bạc tay biết chớ. Yêu là bồng mỏi đợi chờ, đơn giản chỉ là dòng tin nhắn. Yêu là chỉ hôn nhẹ vành môi thôi, đặc biệt không chơi trò cắn. Học hành siêng năng cuối cùng anh cũng thất nghiệp, chỉ có yêu em là đủ điều kiện để mà anh đủ điểm tác nghiệp. Anh gán đuổi kịp với mấy thằng kia là phải đi tay gao đồ, nhưng mà mỗi lần đứng trước nhà em bị chó nó dí đạp xe không nổ. Em bảo gì anh cũng nghe, em nói gì anh cũng làm hết, dù có nhảy vô dầu sôi lửa bỏng thì nguyện vì em anh cũng chết. Nhưng anh chỉ xin một điều đơn giản thôi, là đừng bao giờ bằng chuyện cưới nhau vì tiền đám cưới. Không có thói tính anh hay hài và ít quan tâm, những lúc thế này chỉ muốn thời gian á nó trôi thật chậm, để được bên em, để được nói láo khi em không tha thứ, để được ôm em khi mùa đông về. Lòng này em biết chứ, nên anh phải cố là không cãi nhau vì mặt em xấu lắm. Và anh phải lái chuyến xe tình yêu đến nơi nào không tối tăm, đến nơi mà em tựa vào vai anh có trong chóng quay ở đó, và sẽ đến nơi như trong bài hát Ngôi Nhà và Những Đứa Nhỏ. Yêu là ghen, yêu là mong, yêu là chờ, yêu là nhớ. Yêu là giả lơ hết mấy thằng kia ra, không ăn mặc tay biết chớ. Yêu là mong mỏi đợi chờ, đơn giản chỉ là dòng tin nhắn. Yêu là chỉ hôn nhẹ nhàng mơ thôi, đặc biệt không chơi trò cắn. Yêu là ghen, yêu là mong, yêu là chờ, yêu là nhớ. Yêu là giả lơ thằng kia ra, không ăn bàn tay nha. Học hết bài. Đúng anh, đúng rồi, vậy lắm nha. Hay quá. Rap hay thì, rap hay thì phải không cũng... Hiền ơi. Hiền. Hay không? Hay quá. Cảm ơn. Hey, Indonesia,
Khó. Indonesia. V-Rap. Ok. Nào bà rap đi tôi nghe xem nào. Nè, nghe nha. Ok. Nghe nha. Ờ. Mọi người ai chưa follow Hiền thì mọi người follow Hiền nhé. Cảm ơn mọi người nha, cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Vi, Vi hát đi. Ok. Doraemon. Im ra. Im ra. Em lại bị lag nữa rồi. Đã à, sao bị sút rồi ta? Bây giờ chị cũng chạy. Quá dở. Nhanh luôn. Mà vô. Doraemi, Nobita, Doraemi, Suka, Seiko, Makai, Enki,
Sợ ma thế. Ok. Ê, mọi người ơi, cảm ơn mọi người ơi nha. Cảm ơn tất cả mọi người ơi. Phi, Phi ốc lập nha, Phi tay lết. Ừ, ok. Cảm ơn đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Bye bye anh Đạt. Bye bye. Cảm ơn. Bye bye Hiền. Ok. Bye bye. Cảm ơn thôi nha. Bye bye anh Phong. Bye bye.